chào các bạn nha, đây là chùa Thôn Giông của Gạch Giá các bạn. Và hôm nay chúng ta đi đến một cái lễ hội của người dân tộc đồng bào Khmer. Đây là khu vực mà chuẩn bị diễn ra lễ hội đua ghe ngò. Đây là chùa Thôn Giông nha, của Gạch Giá. Chùa rất là lớn các bạn. Mấy anh này là từ khu vực khác lại đây bằng ghe, bằng vỏ lãi.
xuất sắc. Chúc mừng cho đội xe sim 2. ออปิดบอลอุ้มมันบานไปปุ๊บก็บันไดมันก็หลักการนี้ตามเมนตีกรัมโทรบอล Hai đội đang băng băng trên đất khoảng 200 mét.
Thank you.
xe ship của Mộc đã giành chiến thắng trong đợt đua này. Chúc mừng cho đội xe ship của Mộc. Đội cùng thầy Đăng Thơi đứng phần cầm bên. Lên tập hoàng cơ thao phụ Đăng Thơi. Những kết quả là Sóc Sơn 3 thắng, trận 99 và số 2 chỉ gặp Không Dung 2. Những kết quả là xe ship của 2 thắng. Ăn viên để gặp là xin với màu với kết quả là thứ năm 2 thắng trận 104 là trận cuối cùng của màu 16 đó là shop trong nhà thành viên của màu với kết quả là thành viên của màu đã giành chiến thắng. Quá trời đông rồi.
thứ tư cũng là năm nay sẽ được hai đội nam thứ và thành viên của ai và giữa tập đoàn nam thành công việt bắc Em ơi, con
chung lại cái khu vực chuẩn bị khai mạc. Cái nghề làm rất là đặc biệt nha, khá là đẹp các bạn. Treo cái gì lủng lẳng ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ดับใบพระนั้นยกเราเปลี่ยนรวนนะฮะดูจะหายเสียกรรมวิธีด้วยจุดด้วยเรากรรมวิธีบอลตุ้งเยอะโอเคเจอเปล่าได้หายดูจะหายตุ้งปีกับบอลปันไตเนี่ยกับบอลตันตุ้งปีนอกปุ่มปุ่มไอ้ขันลูกก้อนกันได้ขันลูกก้อน
vô đi luôn nè. Bố kèn luôn. Quay ba đấy, quay ba chỗ đó, quay. Quay chứng thử nó, mặt ba em chứ. Cái chỗ chiếc máy xe gà đó, có đồng chí. Ấm điện đi vậy. Quá trời, tập dịch tê động. Cái này nguy hiểm nào chơi đâu. Cái này là lũi vô nè. Mình alo.